Rồi các bạn, ngày nay mua được kẹp nghi cái giá vị chay cho bà con nhỏ vốn ít tiền muốn mua cái nền nuôi sinh sáng. Nghi cực đẹp luôn. Kẹp nghi chưa tới 30 triệu. Đó. Để dắt xuống xe rồi mình báo giá cho quý bà con xem tham khảo. Đi, xuống. Xuống. Hai con ngang lứa ngang tầm, cực đẹp luôn. Đi, nào mày xuống. Đó, gồm 3B cho mấy ông anh trong Ninh Thuận. À, nem ngói đi. Nhảy ngon. Đi. Ai. Vô ăn đi. Đáng nhờ đi cốp. Đói. Chút nữa ra quay báo giá chi tiết cho bà con tham khảo kịp mấy cái. Rồi, cứ xem mỗi ngày dài thì chúng ta lại được gặp nhau. Tùng TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ sáu ngày 7 tháng 1 năm 2022. Đó thì ngày hôm qua đi bạn đi gom bò nên là không có ra video kịp bà con. Đó thì ngày hôm nay mình mới về trên này. Thì chia sẻ với quý bà con luôn là ông anh mua nem con bò của mình ở trên xã Ia Tăng, huyện gì cũng biết, xã Ia Tăng Đắk Lắk á. Thì nói chung là coi được cái ngày là ngày mai, tức là mùng 6 âm lịch đó, thì vận chuyển bò lên cho anh. Và cuối cùng cũng có ngày lành tháng tốt để ngày mai mình vận chuyển. Đó, rồi hai ông anh ở trong Ninh Thuận thì nem ngói mình bán bò á, thì ở trong Ninh Thuận thì chỉ có hai vị khách nhiệt tình là hai ông anh, người bạn đó và một ông anh nữa mình không biết tên ở trong Ninh Thuận ra mua bò của mình, nhưng mà đón bò ở tại cầu Đà Rành Phú Yên. Thì sau một năm nuôi thì chia sẻ với quý bà con là hai ông anh đó lại tiếp tục quay lại mua bò của mình nữa. Đó thì bò của anh đó thì 10 con mình đã gom đủ và anh đã chuyển cọc cho mình 100 triệu. Đó, chuyển cọc mà chuyển một phát 100 triệu luôn. Đó, rồi ngày hôm nay mình đi mua bò cho ông anh gì đó trong Ninh Thuận, mình cũng chả biết tên luôn, quay lại ủng hộ bò của mình lần hai. Thì chia sẻ quý bà con mình gom cũng đủ rồi. Đó, thì trong quá trình gom bò 3B á thì mình gặp được một cặp nghi cái. Đó, nó rất là nhẹ tiền và cặp nghi cũng khá là đẹp. Đó, thì ngày hôm nay mình làm cái video mình chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày cho quý bà con xem tham khảo, và cũng như là mình báo giá chi tiết cái cặp B cái giá vi chay để cho quý bà con có ít tiền mua về nuôi sinh sáng. Đó, để được hiệu quả nhất. Đó thì nội dung video của mình như thế nào thì bà con cùng theo dõi hết video để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV ra những video mới nó hay hơn, chất lượng hơn, gửi đến quý bà con quý anh chị. Rồi ngày mới cũng sắp kết thúc rồi, kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong chăn nuôi, luôn được thuận lợi, và theo dõi nội dung video với mình. Bắt đầu nào. Đây là tổng quan cái đàn bò nó đang ăn. Đó thì bây giờ mình quay lại những cái con bò nem con B của ông anh ở trên Ia Tăng Đắk Lắk, quay lại cho anh để bà con tham khảo. Đó thì anh chốt gồm 3 con 3B và một cặp nghi cái. Đó thì trong cái lô của anh chốt á là nem con là 103 triệu. Đó, mình bao vận chuyển. Thì cặp B cái gồm một con Rachman khung sát to như thế này. Đó, khung sát cực to như thế này, dày dặn tốt B đó. Nhưng mà nhà mình thì chia sẻ với bà con mùa này nó đang thiếu cỏ nên là anh cũng cầm sát cầm chừng thôi. Đó, về anh rồi anh chăm sóc thêm. Thế còn nói chung là anh mà thoải mái mà anh cho nó phát triển nó mập y như là bò mình nuôi á thì chia sẻ với quý bà con không được, nên là cái cạch nghi cái thôi nó vẫn còn ốm ốm. Đó, sát sát đó, gồm một con cái Rachman thôi, giá là chia sẻ với bà con là 17, với lại con cái này anh Wood đó, anh Wood phối chuẩn luôn, đẹp. Đó, giá 16 triệu 500. Đó, và đôi 3 con 3B. Và đặc biệt bà con thấy kẹp nghi cái á, thì bữa mình mua về tới nay nó không có khác, nó không có khác gì mới. Đó, bà con có thể xem cái kẹp bê cái, nó không có khác gì mới hết. Nhưng mà riêng 3 con 3B nó ăn nó phát triển lên thói được luôn. Bà con có thể thấy 3 con 3B của anh là nó ăn và nó phát triển, là mình nuôi mình thói nó phát triển từng ngày luôn, mặc dù cái chế độ ăn nó như nhau. Đó, chế độ ăn nó như nhau. Đó, ba con 3B này phát triển thói được, tốc độ lớn, tốc độ tròn. Đó, và mình thấy rất là vui khi mà cho ăn chế độ như nhau mà cái con 3B lúc nào nó phát triển cũng hơn cái cặp bê cái này. Đó, cặp bê cái mặc dù ăn mang riêng và chia sẻ với bà con ăn cũng
cũng rất là mạnh. Anh nghe lúc nào hầu nào nó cũng ăn được hết á, cái kẹp đôi cái này nói chung là rất là tốt em. Nhưng mà tốc độ phát triển á thì chia sẻ với bà con là bữa mình quay sau bữa nay mình nhìn lại y vậy, nó không có thay đổi gì mới. Nhưng mà riêng ba con ba bê á thì chia sẻ với bà con là nó thay đổi thấy được luôn đó, nó ăn và nó phát triển lên thấy được hàng ngày luôn đó. Còn cái con quạ cái mình đòi thì hôm bữa nó sinh thì mình quay cái video ngắn để bà con xem rồi. Con bê này là con bê mình phối giống kem Pháp á, kem cựa, kem Pháp mà nó sinh ra sao nó lại đỏ rồi đó, cực kỳ cao dài luôn đó. Con mẹ này á thì mình chia sẻ với bà con ngày xưa mình mua của bạn trẻ người đồng bào đó, và cái con nghé đầu tiên của con mẹ này là mình mua đó, sau rồi bạn có công việc bạn bán để bạn trả nợ ngân hàng đó. Và chia sẻ với bà con cái con mẹ này á thì bạn chia sẻ là không có đực, em thả ở dưới núi không có bò đực nên là nó không có chứa đó. Thì mình nghe nói vậy và cũng rất là nhiều người nói vậy đó. Nếu mà người kinh của mình ấy chia sẻ, mình không phải phân biệt về chủng tộc với bà con, mình chia sẻ thật tâm đó. Ví dụ như mình đi mua bò cũng rất là nhiều người quen biết luôn đó, chia sẻ là anh có con bò cái mà nó lâu chịu đực hoặc là nó như thế nào đó, hoặc là nó chưa chịu đực, nhưng mà thật sự ra con bò đó nó bị hư đó, người ta thả nhiều lần rồi nó không chứa. Còn cái bạn tiếng người đồng bào này, bạn chia sẻ với mình là con bò không đực đó, mình thì cũng nửa nghi nửa ngờ. Mua con bò này giá 21 triệu chia sẻ với bà con á là mình mua đủ thiệt đó. Về mình một á là ví dụ như nó có chịu đực mình phối chứa mình để mình nuôi đó, còn nếu mà không chứa thì mình bán cho lò bán thiệt đó. Và rất là may mắn là bạn tía này nói với mình là nói thật đó, mình mua về chỉ có một tuần sau là cái con bò này nó lên giống đó. Và mình phối cho mình không có cho nhảy phối cái con kem Pháp giống Charolais đó, thì nó bây giờ nó ra được một em như thế này đó. Và mình quyết định mình để cái kẹp này mình nuôi luôn đó, rất là may mắn và rất vui là bạn tía này nói rất là thật đó. Người đồng bào sống trước nhà mình thôi đó, trước nhà trên Gia Lai này đó, nhưng mà nói rất là thật. Và cái con bò này mình sẽ để kỷ niệm nuôi luôn, nuôi để kỷ niệm luôn đó con này đó. Và ngày hôm nay cái nội dung chính của video này là mình chia sẻ về hai con bê cái này đó. Thì ngày hôm nay mình đi gom bò cho ông anh ở trong Ninh Thuận mà không phải anh đó đó, thì năm ngoái là hai người gồm anh đó và ông anh này đó mua bò của mình. Thì sale một năm chỉ có hai vị khách, nhưng mà 100% hai vị khách này lại quay lại ủng hộ Tùng TV tiếp đó. Thì đi mua bò ba bê gom cho anh rồi thì gặp được hai con bê cái này đó. Thì hai con bê cái này mình chia sẻ quý bà con đó, hai con như thế này đó. Thì một con thì màu khói đen đó, một con thì màu khói đen, một con thì đỏ đẹp một màu đó, tốt ăn cực kỳ luôn đó. Con nào con nói thì trăng trụ cũng khá là to, dậu yếm dày dặn đó. Là con sẽ xem con khói đen và con đỏ này đó. Thì cặp bê cái này giá rất là yêu thương, bò thì ốm khô chứ không có phải là chăm sóc cám bã kỹ càng đó, và bộ phận sinh dục rất là lớn đó, xé tích nghiêm đó. Và cái bộ cái cặp này thì mình chia sẻ với bà con cái con khói đen thôi đó, giá mình bán ra là 14 triệu đó. Còn con đó này giá 13 triệu đó, là mua lẻ. Còn bà con mua cá kẹp là 26 triệu 500 đó, 26 triệu 500 kẹp này. Vì là mình chia sẻ với bà con kẹp này là mình mua 26 triệu ở chủ nhà bớt lại được 100. Nếu bà con mà mua luôn cá kẹp á, vì là mua một nhà mà, nên là nếu mà bà con mua cá kẹp á thì mình chia sẻ với bà con là mình lỡ chỉ 600.000 cơ cá tiền bớt luôn á, là 600.000. Còn nếu mà bà con mua lý á thì chia sẻ với bà con là con lớn thôi đó, con khối đen thôi, giá là 14 triệu. Còn con đây đó, đỏ đẹp một màu xế tích nghiêm đó, dày dặn yếm u dày dặn, giá 13 triệu đó. Thì mình chia sẻ như vậy để bà con quan tâm cái cặp bê cái nhỏ này đó, ít vốn mua nuôi về, mua về nuôi sinh sáng thì liên hệ số điện thoại bên góc phải màn hình đó, rồi chốt về nuôi sinh sáng đó. Mua cá kẹp thì giá ưu đãi 26 triệu 500 đó, chỉ có 26 triệu 500 bà con có được một kẹp bê sinh sáng như thế này đó. Còn giá này thì mình chia sẻ với bà con là không bao vận chuyến với bà con, giá này mình bán tại trại và ưu tiên cho những ai ở gần mua đó. Ở gần thì bò rõ nguồn gốc nên là mình ưu tiên cho những ai ở gần đó, xế tích nghiêm
dày dặn liền lạc, bề rất đẹp luôn. Đó. Mèo thì chia sẻ với bà con là y như mèo bò cái thôi. Đó. Mèo gọi là mèo khói đen. Đó. Thì nó y như con bò cái của mình như vậy. Đó, mèo y như vậy luôn. Đó. Mà nhưng mà con này thì dày dặn, có yếm, có dậu, nó chân càng to. Còn cái con bò cái của mình đó thì chia sẻ với bà con là về thì cũng có dày nhưng mà chân cán thì không được ngon lắm, chân cán không to. Nhưng mà được việc là nó chứa rồi nó mập, nó mình thấy con bò nó to bò, to mê. Chứ thật sự ra yếm cũng không có, cái dậu cũng không có và chân cán cũng nhỏ bình thường. Đó, nhưng mà xin con bê ra cực tốt luôn, xin con bê ra. Đó. Rất đẹp, giống kem Pháp. Đó, giống Caroline đó. Đó. Và mình chia sẻ với quý bà con là ngày hôm nay thì mình cũng gom đủ bò đó, cho ông anh ở trong hai ông anh nhiệt tình ủng hộ lần hai ở trong Ninh Thuận sau một năm nuôi bò của Tùng TV đó. Và anh đó thì anh mua khá là nhiều, anh mua trước Tết là 6 con đó, rồi đầu năm nay này, đầu năm âm lịch này á, tháng Giêng á, anh mua thêm 2 xe nữa đó. Nhưng mà 6 con hồi anh mua trước Tết á thì bữa nay giáp năm rồi, anh bán ra được rồi thì anh bắt lại của mình 10 con nữa đó. Còn ông anh tiếp theo cũng ở trong Ninh Thuận đó. Và hai ngày đặc biệt một việc nữa nè bà con, là hai người này đều nhận bò một ngày, tức là ngày mùng 8 âm lịch đó. Thì ngày mai mùng 6 là mình đi giao 5 con này đó. Ba con bà bê nó ăn nó phát triển cực kỳ nhanh luôn, mình thấy ba con bà bê là phát triển thấy rõ rệt đó. Ba con bà bê này phát triển thấy rõ rệt. Còn hai con cái này mình cho ăn riêng đó, hai con cái này hay đi chung và mình cho ăn riêng, nhưng mà tốc độ phát triển thì không lại ba con ba bê sau hơn một tuần mình nuôi giúp cho anh đó. Nhưng mà ăn cực kỳ tốt, bà con thấy ăn rất là tốt luôn. Nhưng mà cái tốc độ phát triển thì bà con xem video theo dõi Tùng TV thì biết nó không phát triển hơn nhiều, nó không phát triển hơn nhiều so với cái bữa mới về đó. Rồi cái kẹp bê cái này đó, thì ai quan tâm thì mình quay kỹ lại để bà con quan tâm thì liên hệ rồi chọn chốt đó. Cặp bê cái ruồng rã chân cánh cho tới cấp mình giá vi chay 26.500, bà con có được một cặp bê cái cực đẹp để nuôi đó, cực đẹp nhé bà con. Chân trụ to, con nào con nói thì cái con này á, thì chân trụ hơi thanh hơn đó, nhưng mà đỏ đẹp, xoáy tích nghiêm, cong đuôi lớn, yếm dây đó. Và hai con thì con nào cũng tốt ăn, cực kỳ tốt ăn luôn đó. Bà con có thể xem tham khảo cái cặp bê cái này đó, giá vị chai thôi. Cặp này mình chia sẻ với bà con, nếu mà nem con này đó, mình ngày mai mình giao cho ông anh ở trên Ea Tân Đắk Lắk xem rồi á, thì bắt đầu ngoài này nó ít bò, nó trống trải ra, thì có rải nó đòi đủ thì ăn vài hôm nó sẽ tròn lại, vì cái cặp bê này nó cực kỳ ốm khô luôn đó. Chỉ cần nó đủ ăn là nó sẽ phát triển, vì là nhà rõ nguồn gốc, mình mua bò rõ nguồn gốc nên là mình rất là yên tâm về cái việc bán, giá nó cũng rất là mềm. Nên là kẹp này mình ưu tiên cho những người mua ở gần đó. Nói chung là ở gần mua thì mình bán giao lưu đó. Và cái giá 26.500 mua cái kẹp thì chia sẻ với bà con á là bán ở gần khu vực trong huyện Công Trà Rò này thôi. Để còn ở xa thì bà con phụ mình ít tiền dầu để mình vận chuyến, mình không xin tiền xe nhưng mà mình xin tiền dầu để vận chuyến với bà con, vì là xe nhà không có tính cái tiền như là xe thuê đó. Nhưng mà bà con phải phụ cho mình ít tiền dầu để mình vận chuyển, ví dụ như lên Gia Lai rồi thì bà con phụ cho mình thêm 500.000 tiền dầu, ví dụ như vậy, để mình vận chuyển cho bà con về có một kẹp bê để nuôi đó. Còn bán tại chỗ trại này lấy cả kẹp giá 26.500 đó, hai con như thế này đó, rồi một con mèo khói đen giống như con bò cái mình mới sinh, với là một con mèo đỏ đẹp, một mèo xấy tích, hai con nào đều nghiêm hết đó, xấy con nào nó đều nghiêm hết đó, xấy chính vị trí, con nào nó như nhau hết. Rồi xấy là con sẽ thấy đúng vị trí, chân trụ to, dậu kéo, yếm dây đó, như vậy giá vi chay rồi. Thì nói chung cái công việc ngày hôm nay thì mình chia sẻ với quý bà con về cái công việc hàng ngày. À, mình chia sẻ thêm một việc nữa là có một ông anh ở trong ngã ba Đá Bàn đó, thì anh đặt một cặp ba bê thì mình cũng kiếm cho anh đủ rồi. Nói chung là ngày mùng 8 thì mình giao bò ở cầu Đà Rèn, thì mình khả năng mình sẽ cố gắng vào tới ngã ba Đá Bàn để giao cho ông anh ở trong đó, xã Ninh An ấy á.
thôn Ninh Ích, xã Ninh An ở đâu đoạn ngay chỗ ngay ba đã bằng đó, thì anh đặt một cặp về nuôi. Thì mình cũng cố gắng bắt cho anh, vì là vào tới cầu Đà Rèn rồi thì bên qua khỏi đèo cá thì cũng tới ngã ba đã bằng thôi. Đó là mùng 8 á, do là ông anh đó thì cái xe của anh 10 con á thì đủ một xe rồi. Còn ông anh thứ hai cũng ở trong Ninh Thuận đặt á thì chia sẻ với bà con là đặt có 6 con này. Nên là vẫn trống xe, vẫn trống 4 chỗ nữa. Nên là mình khả năng là mình sẽ bắt thêm cho ông anh ở trong ngã ba đã bằng 2 con nữa, tiện xe mình chở cho anh luôn. Thứ nhất là nó đỡ chi phí vận chuyển, anh nuôi con bò nó nhanh lời đó, nó tiện cho mình hơn đó. Và cái cuộc hành trình mà vào cầu Đà Rèn giao bò thì mình sẽ quay video chi tiết, bà con nhớ đăng ký kênh và like nhiệt tình để đón xem sớm nhất những video từ mình. Ngày mai là cuộc hành trình vận chuyển 5 con gồm 3 con 3B và 2 con nghi cái về Ea Tăng, xã Ea Tăng, huyện gì của Đắk Lắk đó mình biết hiện cơ đồng năng hay sao á đó, tên Đắk Lắk đó. Nhưng mà nói chung là ông anh ở trên Đắk Lắk này cũng khá là nhiệt tình đó, chuyến cặp 10 triệu rồi, ngày mai lên đường đó. Còn anh đó thì anh chuyến tiền giống gọi là cọc nữa đó, bò của anh đó là 239 triệu đó, 10 con thì anh chuyến 100 triệu rồi anh chuyến phóng một qua 100 triệu luôn nên là mùng 8 thì mình sẽ vận chuyển 2 xe, gồm xe mình và xe của em đó, 2 xe bò anh đó 10 con rồi, bò của anh Đẹp Xeo là 6 con, với lại mình ghép thêm 2 con ở trong ngã ba đã bằng nữa là 8 con vận chuyển vào trong đó luôn đó. Là ngày mùng 8 mình sẽ quay video dài, bà con nhớ theo dõi đón xem đó. Thì bây giờ mình chia sẻ với bà con là đang quay video máy sạc, nên mình có cái máy sạc bách nên là nó đi nó hơi ồn đó. Bò mà mình mua cái con bò này gọi là hên xui nè bà con đó, giá 21 triệu mua đủ thịt thì xe một năm thì có được con bê như thế này khá là vui đó. Và bò của mình thì trong năm nay nó sinh cũng khá là nhiều, cuối năm rồi nó sinh, bữa mình quay video chi tiết rồi đó. Giờ bòi nghĩ toàn nghĩ cái thôi đó, nguyên một bòi nghĩ cớ cả ba bơ, cớ cả anh Wood Kem toàn cái không đó. Đi quay video mấy con bò nó sợ, nó không dám ăn, đặc biệt chỉ có cái mới về ăn cực kỳ tốt rồi. Tóm tắt video đó, báo giá chi tiết kẹp bơ cái giá vị chai 26.500 cả kẹp bán lẻ thì con 13 con 14. Và cái công việc hành trình hàng ngày của mình để mua bán và chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình để bà con tham khảo. Rồi, nội dung video của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã dành chút thời gian xem, theo dõi video và ủng hộ Tùng TV. Nhớ like, chia sẻ video nhiệt tình và đăng ký kênh mạnh tay để ủng hộ tinh thần mình ra những video tiếp theo. Kính chúc bà con xem video vui vẻ, buổi tối thật nhiều sức khỏe, ngủ ngon giấc. Bye, hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo. Bye ạ.